Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Quý vị thân mến, uh, trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi quý tỵ sinh năm 1953 Nam mạng trong cái năm 2025 năm ất tỵ. Uh, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe để nắm được cái vận thế của mình chi tiết trong cả cái năm 2025 cũng như là trong chi tiết từng tháng xem là trong năm thì sẽ có những cái vận hạn gì nó kéo đến cũng như là gì trong từng tháng thì tháng nào tốt tháng nào xấu để quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình từ đó đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống giúp quý vị có một cuộc cuộc sống trải qua năm 2025 đã bất tị được xuân sẻ hanh thông sức khỏe dồi dào tài lộc như ý à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, quý vị thân mến nói chung ấy đã sống những cuộc đời này thì trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình được sung túc ấm no tiền thiêu thì đủ đầy, con cái thì chăm chỉ ngoan ngoãn, thông minh học giỏi, gia đạo thì hài hòa và có một cái sức khỏe ổn định. Đó. Đó không phải là cái gì quá xa vời hay là viển vông mà là cái mưu cầu rất bình thường của mỗi con người chúng ta. À, chúng ta ai cũng mưu cầu được hạnh phúc nhưng cuộc đời nhiều khi thăng trầm bất ổn và không thể biết trước được. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì quý vị cũng hãy tự nhắc nhở bản thân cứ nỗ lực rồi cũng sẽ đạt được những cái trái ngọt à, suốt cuộc đời của những người quý tị sinh năm 1953 năm mạng thì luôn lấy đó làm cái kim chỉ nam để mà phấn đấu bởi vậy dù cái lúc trước có vất vả thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống của những người tuổi quý tị nói chung ấy càng về hậu vận thì lại càng có nhiều cái tin tức tốt lành nó kéo đến vậy nên cái năm 2025 năm mất tị à, các bậc thầy tử vi cũng thấy rằng tuy năm nay rơi vào cục diện là trực thế tuế nhưng cái vận trình của những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng nhìn chung không có quá nhiều cái bất lợi chỉ cần bản mệnh nắm bắt được những cái điều sau đây thì có thể đón lành tránh dữ à, sẽ trải qua một cái năm là thuận lợi hanh thông nhất định đối với mình thưa quý vị à, như quý vị đã biết ấy, những người tuổi quý tỵ là những người sinh năm 1953 đó, có thiên can là quý có địa chi là tỵ người này có lá số là âm nam có ngũ hành nạp âm là trường lưu thủy, có cung mệnh là cung khôn thuộc thổ, được gọi là thảo trung chi xà, có nghĩa là rắn trong cỏ, có xương con rắn, tướng tinh con chó, con nhà hắc đế trường mạng. À, thưa quý vị, những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng thường là cái mẫu người thành công, có danh vọng và địa vị ở trong xã hội trong cái nhiều ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, những người tuổi quý tỵ lại là cái mẫu người mà sống nhiều về cái nội tâm, trầm tính và rất dễ là mẫn cảm khi họ hợp thời sẽ biến hóa như là rồng. Tuy nhiên họ hay đang nghi và thích hoạt động âm thầm kín đáo một mình. Những người tuổi quý tỵ dễ dàng thấu hiểu được cái ưu điểm của kẻ khác nên là khi hoạt động rất dễ thành công chiếm vị trí và không khoan nhượng với những người đối đầu với mình. Bên cạnh đó những người tuổi quý tỵ thì cuộc đời có nhiều lao tâm khổ tứ. Lúc nhỏ tuổi thì trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Trung vận lại phải bước qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm của cuộc sống thêm một lần nữa và thêm nhiều cái việc phải buồn lòng phải đau thương vì cảnh trái ngang tình đời thì trong cái chuyện là cực khổ à, bên cạnh đó cái phần công danh có lên cao đôi chút và cũng có lúc ấy nói chung ấy đến cuối trung vận thì ra đạo thì mới có nhiều cái thuận lợi nhất định sự nghiệp thì lúc trẻ nói chung ấy thì cũng không được thuận lợi lắm từ trước 30 tuổi 38 tuổi trở đi thì thường là khá vất vả đến hậu vận thì mới có được cái phần là êm đẹp và hạnh phúc và cái năm 2025 năm mất Tỵ thì những người tuổi quý Tỵ sinh năm 1953 năm mạng đã là 73 tuổi rồi muốn hưởng tuổi già không phải lúc nào cũng có thể là gì chỉ ăn nhà và hưởng thụ mà còn cần phải vun đắp cho cái đức hạnh của mình nữa đó là cái nguồn gốc để bảo đảm cái hạnh phúc về sau À, tục ngữ có câu hùm chết để ra người chết thì để tiếng đối với những người già mà nói thì danh dự nhân phẩm là cái điều cực kỳ cao quý vậy nên quý vị đừng nghĩ rằng tuổi già chẳng còn gì tuổi già còn rất nhiều thứ mà để lại cho con cháu về xong càng tuổi cao ấy, thì quý vị càng phải yêu bản thân càng phải sống tôn nghiêm vậy nên à, những người tuổi quý tị nói chung ấy cũng có được cái danh tiếng trong tay có được cái sự tôn trọng của mọi người có được sức khỏe tốt và đó cũng là gì những cái thứ mà tuổi già đang mong muốn Quý vị cứ ung dung mà hưởng thụ Ban phúc lành cho con cháu Đừng có nghĩ ngợi, đừng có tham lam công việc Ở trong cái độ tuổi này nữa à, Thưa quý vị, ngay sau đây là cái phần luận giải chi tiết Về cái vận trình của những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 Năm ạ Như quý vị đã biết ấy, Thì đối với những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 Thì trong năm 2025 năm ất tỵ Thì chúng ta có tỵ mà gặp tỵ thì nó là gì? Là thái tuế, đúng không ạ? Thái Tuế. Nói chung ấy, bước vào cái năm tuổi vậy nên gia đạo của những người tuổi Quý Tỵ có phần rối ren, tình cảm vợ chồng hay là giữa các thế hệ trong gia đình thì có nhiều cái mâu thuẫn tranh cãi, à, sức khỏe có nhiều cái biến chứng bất ngờ. Quý vị cần phải chủ động khám sức khỏe định kỳ để đề phòng những cái bệnh tật trong cơ thể. Bên cạnh đó cái hạn Thái Tuế là một cái hạn cũng khá là lớn trong năm. À, các cụ nói là gì 3 năm tam tai không bằng một năm Thái Tuế hay là gì? Thái Tuế đương đổ tọa vô hỉ áp thiếu hỏa tức là cái tai họa cái tai ương nó có thể đến với những người tuổi quý tỵ bất cứ lúc nào vậy nên quý vị cần phải hết sức cẩn trọng với cái sức khỏe với cái công việc cũng như là gì với cái 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 vận hạn của mình trong năm à, vậy nên để có một năm bình an may mắn tài lộc dồi dào thì những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953. À, thưa quý vị, bên cạnh cái cục diện là địa chi thì chúng ta xét về cái mối tên, quan hệ thiên can, thiên can. Thiên can chúng ta có năm quý tỵ là thiên can quý đó, quý mà gặp ất, quý thủy gặp ất mộc được cục diện là thủy mộc tương sinh, nó gọi là gì? Gọi là thực thần. Như vậy là gì? Trong năm 2025 năm quý tỵ được thực thần nó chiếu mệnh. À nên là con đường tài lộc của những người tuổi quý tỵ trong năm thì được khởi sắc, à có nhiều cái khoản thu nhập hơn so với thời gian trước. Một số người vẫn còn làm việc ấy, thì công việc được hanh thông, kinh doanh buôn bán thì cũng đều mang lại cái lợi nhuận nhất định. Đặc biệt là trong năm ấy, trong năm 2025 năm quý tỵ, thì cái cục diện thực thần này nó cũng mang lại cho quý vị nhiều cơ hội kết giao kết nối được với những người quyền thế, à kết giao thêm nhiều bằng hữu và trong năm quý vị có lộc ăn uống, dễ được mời đi tiệc tùng và trong gia đạo thì cũng có nhiều cái tin vui nó báo về thêm nữa ở trong năm 2025 nghìn tị chúng ta có địa chi tị nó ẩn tàng ba thiên can là mậu đúng không ạ à, bính mậu và canh chúng ta có quý gặp bính thì nó là chính tài quý mà gặp mậu thì nó là chính quan và quý gặp canh thì nó là chính ấn như vậy là gì trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cái cát tinh những cát tinh như là chính tài chính quan và chính ấn thì chúng ta biết ấy, quý gặp bính thì nó là chính tài năm 2025 năm mã Tỵ được chính tài nó ghé thăm vậy nên chính tài nó nói lên rằng là gì cái vận trình tài chính trong năm 2025 ấy của những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng thì cũng không cần phải lo lắng à, quý vị là những người mà có đầu óc tính toán nên là tiền bạc cũng khá là dư giả tuy nhiên ở trong năm 2025 nữa tỵ thì quý vị cũng cần phải chi tiêu khá nhiều cho cái nhu cầu nói chung là cái nhu cầu gia đình hàng ngày hoặc là gì đổ tiền để mà kinh doanh buôn bán nên là tính toán thật kỹ trước khi mà có ý định vung tiền bên cạnh đó à, thì trong cái thời gian này chúng ta lại có gì quý mà gặp mậu thì nó chính quan cái chính quan nó cũng đem đến cho quý vị một cái thái độ đúng đắn về cái vận trình tiền bạc à, giúp quý vị có cuộc sống được như ý trong năm và không phải lo cái chuyện thiếu thốn ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất thì những gia chủ tuổi quý tỵ cũng biết cách xử lý mọi thứ một cách ổn thỏa không phải tất bật sớm hôm như trước nữa bên cạnh đó cái chính khoa nó cũng mang lại nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức mang lại nhiều cái cơ hội được tài lộc trời ban đó vì vậy mà quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để gì gia tăng thêm cái may mắn cho mình hoặc là gì cho con cháu đó bên cạnh đó chúng ta có quý mà gặp canh thì nó là chính ấn cái chính ấn nó trợ lực nó khiến cho cái việc gì mà những người tuổi quý tị nam mạng ấy chạm tay vào cũng đều trở nên thuận lợi hơn mặc dù không còn nhiều người phải nặng lòng với công việc ở cái độ tuổi này nữa nhưng nhiều bác vẫn còn phải cáng đáng giúp con cháu xử lý một số công việc nhưng mà gì nhờ được những cái cát tinh ở trợ vận đâm ra là gì trong năm thì cái vận trình cũng khá là gì khá là suôn sẻ và và anh thông vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 nghìn năm mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953. À, thưa quý vị, đó là về cái cái thiên can địa chi. Tiếp theo chúng ta biết ấy, thì năm 2025 năm ất tỵ thì những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 đã là 73 tuổi rồi đúng không ạ? 73 tuổi rồi. 73 tuổi. Thì xét về cái sao hạn những người tuổi quý tỵ ở cái độ tuổi 73 ấy thì gặp cái sao hạn là cái sao La Hầu. Cái hạn năm là cái hạn tông kheo. Năm nay thì quý vị may mắn là không bị phạm tam tai và kim lâu cũng không phạm, hoang ốc cũng không phạm. Vậy nên những người tuổi quý tỵ có thể là đứng ra gì? Động thổ xây nhà cũng khá là tốt. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao, cái sao hạn là cái sao La Hầu nhá Sao La Hầu. À, sao la hầu nó là một cái sao xấu ấy. các cụ có câu câu ca như sau la hầu nghe tưởng ví vang tháng riêng tay ách giữa đảng phải mang tháng bảy bệnh tật lan tràn cầu trời khấn phật rõ ràng mới yên. À, thưa quý vị à, dân gian ta cũng có câu là gì nam la hầu nữ kế đô nó ám chỉ đây là một cái sao rất kỵ với những người tuổi quý tị nam mạng à, năm nay mà có sao này nó chiếu mệnh vậy nên là cái sức khỏe nó bị giảm sút có thể mắc những bệnh nghiêm trọng và phải điều trị lâu dài tốn kém. Công việc làm ăn thì cũng gặp khó khăn, có thể bị mất mùa hoặc là thua lỗ, làm ăn bị thua lỗ hoặc là gặp khó khăn trắc trở trong công việc. Cái sao La Hầu nó xấu nhất vào cái tháng riêng này, cái tháng riêng của tháng 7 âm lịch. Nên là quý vị cần phải tránh hai tháng này nếu như mà quý vị có những dự định quan trọng. Để không bị ảnh hưởng bởi cái hung tinh nó đem lại thì quý vị những người tuổi quý tiện âm mạng cần phải cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói, nhẫn nhịn để tránh xa những cái mâu thuẫn, những cái xung đột và các mối quan hệ làm ăn bạn bè gia đình đó. Quý vị chú ý giữ gìn sức khỏe, à? đặc biệt là chăm sóc về tai mắt, khí huyết. Giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và luôn bình tĩnh đón nhận mọi cái vấn đề và tìm ra cái hướng giải quyết tối ưu nhất. Bên cạnh đó, à, quý vị 73 tuổi, ấy, nam mạng thì cái hạn năm lại gặp là cái hạn tam kheo. À, thưa quý vị, nói chung ấy, khi nhắc đến cái hạn tam kheo, các cụ có câu là gì? Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý, chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn, thoát vòng tai ương à thưa quý vị nói chung ấy cái hạn tam khoeo nó chủ yếu nó gây thương tật ở tứ chi các chứng bệnh về xương khớp về phong thấp hoặc là gì ngoài ra ấy, thì quý vị đi đứng cũng cần phải cẩn thận kẻo gặp những cái tai nạn bất ngờ để hạn chế những cái tác động xấu do cái hung tinh để đem lại thì quý vị những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng ấy thì quý vị cũng cần phải chú ý luôn chú ý khi di chuyển tham gia giao thông và kể cả khi đi bộ những người lớn tuổi cần phải chú ý đến các bệnh xương khớp nhiều hơn và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao một cách là gì điều độ để nâng cao cái sức khỏe của mình à, thưa quý vị vậy nên để hóa giải cái sao hạn là cái sao la hầu và cái hạn năm là cái hạn tóc kheo và mang lại cho mình một cái năm may mắn bình an sức khỏe dồi dào thì những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm hạn quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quan pháp bảo minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó làm bằng bạc đúng không ạ à, trên sáu cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú mặt trước mặt sau in hình bông hoa sen và ở cái 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 nhị hoa này, này nó có một cái chú bát nhã tâm kinh Thì đây là cái thần chú giúp tịnh tâm an nhiên giúp khai sáng trí tuệ giúp quý vị đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn sáng suốt hơn trong công việc và bên cạnh đó đây là cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải những vận hạn của năm như là cái sao la hầu hạn tam kheo đúng không thì ngoài cái sao la hầu trong thế hệ thống cửu diệu ấy nó cũng hóa giải cái sao thái bạch sao kế đô cũng như là gì à, cái hạn năm với cái hạn uh, thiên la địa võng tam khêu huỳnh tuyền vân vân đó À, cái Minh quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý tị sinh năm 1953 năm mạng nhé. À, thưa quý vị, à, bên cạnh cái vận hạn này ấy, thì trong năm 2025 năm bất tị thì những người tuổi quý tị sinh năm 1953 có lưu niên trường sinh nó nhập mệnh À, nó dự báo là một năm thì vận khí cũng khá là hanh thông Mưu sự thì dễ thành à, Và sức khỏe trong năm thì nói chung ấy cũng được củng cố phần nào à, Trong năm nay thì quý vị cũng không phải khổ tâm lo nghĩ nhiều về cái vấn đề trong cuộc sống Con cháu thì ngoan ngoãn biết nghe lời à, Trong năm thì nói chung là vẫn còn cái lưu niên thái tuế hung tinh nó ăn ngữ Vậy nên quý vị làm gì cũng cần phải cẩn trọng Đấy, cần phải chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói Và cần phải cẩn thận với tiểu nhân quấy phá À, trong năm dễ xảy ra những cái tranh chấp về miệng lưỡi với những người khác à, quý vị phải đề phòng cái cái hạn là tiểu nhân ám hại và đề phòng những cái chuyện mất tiền một cái bất ngờ à, thưa quý vị nói chung ấy, từ cái mối thiên can địa chi âm dương ngũ hành và các các các, các, các sao chiếu mệnh thì chúng ta kết luận là trong năm 2025 là mất tỵ nói chung ấy cũng là một năm cũng khá là bình hòa cũng không quá khó khăn với những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng mọi thứ vẫn duy trì đều đều không có nhiều cái sóng to gió lớn Nói chung ở cái độ tuổi này rồi ấy, thì các bác cũng nên tập trung hưởng phúc, quây quần bên người thân, bên con cháu. Mọi việc lớn nhỏ thì nên giao lại cho gì tầng lớp kế cận lo cho đó, con cái trong nhà hoặc là các cháu đó. À, nói chung ấy con cháu thì có phúc của con cháu, quý vị không nên can dự quá nhiều vào cái chuyện của họ mà là khiến cho dễ bị mệt thân mà thôi. Dù là đã về hưu hay là vẫn đang tất bật với công việc ấy, thì trong năm mưu sự có khó thành, bại khí nó lớn áp, hành sự phải hết sức tỉnh táo và thận trọng. À, quý vị rất dễ vướng vào phải những chuyện thị phi, những cái mâu thuẫn, thậm chí là gì, có kẻ ác ý bôi nhọ cái danh tiếng. Do đó, ở trong thời gian này quý vị cần phải chú ý nhiều hơn đến cái cách hành xử. Trước khi mà nói hoặc là làm việc gì cũng cần phải cân nhắc thật cẩn thận hơn, không nên nóng nảy hành sự một cách là bột phát. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Thể trạng trong năm 2025 ấy, không quá lý tưởng à, Quý vị cũng không nên chủ quan Các bệnh lật vặt vẫn có thể là gì? Trở thành cái bệnh nặng Nếu như mà không quan tâm và 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 chữa trị kịp thời đó. À, thưa quý vị Đó là toàn bộ về cái tổng quan vận hạn Của những người tuổi quý tị sinh năm 1953 năm mạng Trong năm 2025 nữa bất tị à, Tiếp theo để tìm hiểu rõ hơn Về cái vận trình của những người tuổi quý tị Trong chi tiết từng tháng Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn Về vận trình của những gia chủ tuổi quý tỵ 1953 năm mạng Trong 12 tháng từ tháng 1 đến tháng 12 lịch, xem là tháng nào tốt, tháng nào xấu và quý vị cần phải chú ý những cái điều gì để có được cái may mắn tài lộc đến với mình. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận mệnh của những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng trong cái tháng riêng nhé, tháng riêng là tháng mậu dần. Thì trong cái tháng riêng tháng mậu dần thì những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng có thể là an hưởng tuổi già và quây quần với con cháu không cần phải suy nghĩ nhiều về tài chính hay tiền bạc nữa. Ở à, trong cái tháng này thì gia đạo yên lành đấy. Do là gì? Có lưu niên lâm quan nó nhập mệnh, lâm quan nhập mệnh. Những người tuổi này cũng được con cháu quan tâm và chăm sóc. Cái vận khí nó hanh thông và khá là bình ổn. Bên cạnh đó, nói chung trong tháng riêng thì những người tuổi quý tị nam mạng ấy thì cũng có một vài cái hung tinh như là có quan phủ Đà La, quan phủ nó chiếu mệnh. À, nó dễ dễ gây ra những chuyện khẩu thiệt thị phi quý vị cần phải cẩn thận hơn với tất cả các loại giấy tờ chú ý đến cái thanh toán hợp đồng và tuyệt đối không đứng ra vay mượn hay là ký cá cho à, bảo lãnh cho bất kỳ ai đó đó là cái chú ý trong tháng này thì bên cạnh đó quý vị vẫn còn cái lưu niên thiên đức nhé à, phúc đức và thiên đức nó hỗ trợ nên là cũng hóa giải được phần nào cái hung hạn này đi à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 2 âm lịch tháng 2 âm lịch nó là tháng kỷ mão thì trong cái tháng 2 âm lịch tháng kỷ mão những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 Nam Mạng Nói chung ấy đã bước sang cái tuổi là ở à, bên kia cái sườn dốc rồi à, Tuy nhiên sức khỏe vẫn khá là tốt Bởi có cái lưu niên quan đới nó nó nhập mệnh à, Trong thời gian này quý vị cũng không cần dành nhiều thời gian cho công việc Thay vào đó quý vị tích cực giúp đỡ mọi người Và tham gia vào các hoạt động xã hội có ích hơn trong thời gian này Nói chung cái tháng này cũng may mắn là có cái lưu niên lộc tồn Và cái bác sĩ nó đều ra đến đấy vậy nên những người từ quý vị nam mạng cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đến cái chuyện tiền bạc nói chung ấy, đã ở cái độ tuổi xế chiều rồi thì quý vị cũng không đặt nặng cái vấn đề tiền bạc lên nữa mà chỉ quan tâm đến cái việc là quây quần bên con cháu an nhàn tận hưởng cái tuổi già và cần phải cẩn thận với những cái lời mời chào đầu tư hay là gì với những cái 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 cuộc chơi mà có lãi suất cao và ra ít vốn đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản hay là những lĩnh vực mà chứng khoán hoặc là gì bitcoin đấy kéo lại bị sập bẫy của kẻ xấu khiến cho tài sản không cánh mà bay. À bên cạnh đó thì cái lọc tồn đấy nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được cái tài lộc vậy nên là gì? À, quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó trong tháng này thì có thêm liên liên li bác sĩ vậy nên nó báo hiệu là sức khỏe của những người tuổi quý tỵ cũng sẽ được đảm bảo nhá, nên cho quý vị yên tâm. Đó. Tiếp theo chúng ta xét về tháng âm lịch là tháng canh thìn. Ở à, trong tháng canh thìn này thì nói chung ấy cái cục diện Lưu niên mộc dục nó ăn ngữ, nó nhắc nhở những người tuổi quý tỵ nam mạng à, với cái chuyện à, tình cảm cá nhân thì quý vị cũng nên bao dung và thấu hiểu cho bạn đời của mình nhiều hơn, đừng có làm mọi thứ theo ý của mình nữa, cũng đừng có cố bới móc những cái sai lầm của người khác. À, quý vị hãy cố gắng nhượng bộ khi mà gặp bất đồng. À, càng gay gắt thì lại càng gây, dễ gây tổn hại đến cái mối quan hệ, nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thể chất của bản mệnh. Bên cạnh đó cái phương diện sức khỏe của những người tuổi quý tỵ trong cái tháng 3 âm lịch này ấy, thì lại gặp cái hung tinh là kình dương và cái gì cái trực phủ nên là ấy, quý vị cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn đặc biệt cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao một cách điều độ đảm bảo ngủ đủ giấc và ở độ tuổi này thì quý vị cũng hạn chế tối đa cái chuyện là rượu bia hoặc là dùng chất kích thích à, nếu không ấy, cũng sẽ dễ dàng gây ra những cái vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng đấy Đấy. vậy nên quý vị cần phải chú ý nhé trong tháng này chú ý về phần sức khỏe là chính tiếp theo chúng ta sẽ tháng tư là tháng tân tỵ tháng tư tân tỵ à thưa quý vị nói chung với trong cái tháng tư tân tỵ thì có cái lưu niên trường sinh nó nhập mệnh vậy nên báo hiệu trong cái tháng tư thì vẫn có thể coi là một cái tháng là khá là bình ổn ít có thăng trầm và biến động đối với những người tuổi quý tỵ à, bên cạnh đó trong năm ấy thì quý vị cũng nên học cách tận hưởng cái cuộc sống và đừng đặt quá nhiều cái áp lực cho bản thân nữa à quý vị có thể dành thời gian nhiều hơn để mà lo cho việc gia đình trò chuyện với con cháu hoặc là gặp gỡ giao lưu với bạn bè đồng niên để giải tỏa cái tâm lý bên cạnh đó quý vị cũng đừng cứ suốt ngày chỉ toàn là gì bàn bạc về quyền lực hay là tiền bạc à, thêm nữa trong tháng này thì nó có lưu niên thái tuế hung tinh nó cũng đau đến nó đem đến những khó khăn những thử thách những sự cản trở nhất định đó bên cạnh đó thì nó cũng sẽ khiến cho quý vị gặp nhiều cái mâu thuẫn nhiều cái thị phi khiến các bạn phải đau đầu để giải quyết nói chung ấy trong cái tháng 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 tư âm lịch này thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng khi mà hùn hạp vốn làm ăn với người khác vì rất dễ xảy ra những cái tranh chấp nhẹ thì mất đi cái mối thâm tình nghiêm trọng hơn ý, thì gây ra hao tổn về danh sự và và tiền bạc đó vì vậy mà quý vị cũng cần phải đề phòng nhé nhưng mà may mắn là trong cái tháng này nó có lưu niên thanh long đâm ra nó cũng đỡ đi phần nào cái hung họa đó đó là cái tháng tư tiếp theo thì chúng ta xét tháng 5 năm âm lịch nó là tháng nhâm ngọ chúng ta có tháng quý tỵ tháng nhâm ngọ đúng không ạ tháng nhâm ngọ thì nói chung trong tháng này có lưu niên dưỡng lưu niên dưỡng nhà mệnh vậy nên tháng này cũng khá là tốt quý vị cũng không nên ganh đua hay là hơn thua à, mọi người đã biết yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau quý vị đừng vì những lời nói của những người khác mà làm cho tình cảm bị tan nét bị chia ly dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng nên ngồi lại với nhau và tìm cách giải quyết đó à, bên cạnh đó trong tháng này nó lại có cái liên niên thiên không và tiểu hao đó nói chung ấy nó cũng báo hiệu là cái phương diện tài chính tài lộc tiền bạc của quý vị trong tháng này cũng không được tốt do là có tiểu hao hung tinh và cái gì nhưng niên thiên không nó nó ăn ngữ vậy nên là quý vị gì dễ dàng bị hao hụt mất tiền bạc bên cạnh đó tiền kiếm đã ít đã khó lại còn bị kẻ khác gì lén mà gì phá bĩnh hãm hại thành ra luôn phải lo lắng phải đau đầu vì cái chuyện tiền nong bên cạnh đó thì nói chung ấy trong cái tháng này thì quý vị cũng sẽ gặp Quá nhiều khó khăn đấy vậy nên là gì để hóa giải cái 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 hung tinh ở đi thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ à, giúp quý vị và các bạn có thêm được cái sự trợ lực của quý nhân đấy được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc thì cũng không phải nghĩ đó à, quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý tỵ 1953 năm ạ. Tiếp theo, chúng ta xét đến tháng 6 âm lịch, nó là tháng quý mùi. Thì trong cái tháng quý mùi ấy, trong tháng quý mùi thì chúng ta có gì? Có lưu niên thai nó nhập mệnh. Lưu niên thai nhập mệnh. À, dưới tác động của cái lưu niên thai nhập mệnh, vậy nên là cái vận trình của những người tuổi quý tỵ khá là tốt Những người vẫn đang ở trong cái giai đoạn tại chức Thì cũng nên giữ nguyên cái hiện trạng công việc Làm tốt những cái việc đang đảm nhiệm Hơn là theo đuổi cái điều gì đó mới mẻ Ở à, cái độ tuổi này thì quý vị cũng không còn quá bon chen cạnh tranh Mà phải lao tâm khổ tứ nữa à, Những người đã về hưu ấy thì có thể an tâm tận hưởng cái cuộc sống hưu trí, quê quần bên gia đình, bên con cháu. À bên cạnh đó, thì các phương diện về sức khỏe có phần trục trặc nhất định vì gì cái áp lực cuộc sống. À, áp lực công việc hay áp lực tiền bạc nó khiến cho đôi khi ấy, gia đạo nó khó được ổn định sức khỏe thì xuống dốc lại thêm cái hung tinh là tăng môn tăng môn nó chiếu đến nữa nó chủ với cái chuyện buồn phiền tăng tóc à, vậy nên là gì nó cũng sẽ khiến cho quý vị cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình nhé Đấy, tháng này cũng cần chú ý đến sức khỏe Đó. tiếp đến chúng ta xếp tháng 7 âm lịch là tháng giáp thân thì trong tháng 7 âm lịch tháng giáp thân cái vận trình của những người tuổi quý tỵ trong tháng này cũng gì hơi bế tắc một chút do cái lưu niên tuyệt nó nhập mệnh, lưu niên tuyệt nhập mệnh, lưu niên tuyệt nhập mệnh. Vậy nên là trong cái tháng 7 âm lịch ấy thì nói chung ấy à, cái hung tinh nó xuất hiện nó gieo rắc nhiều cái hiểm họa mà khiến cho gia chủ phải chịu nhiều cái tai họa cái tổn thương, nhất là về mặt tinh thần. Những người tuổi quý tỵ thì luôn lo lắng thái quá nhiều chuyện nên là dẫn đến chuyện là mất ăn mất ngủ. Cái điều này nó ảnh hưởng rất lớn nặng nề đến cái sức khỏe của quý vị không những thế còn phải chịu tác động của điều tiếng thị phi không hay về gia đình mình nữa. Bên cạnh đó thì may mắn trong tháng lại có cái thiếu âm và cái thiên việt nó chiếu mệnh. À, nên là nói chung ấy năm nay thì trong tháng này quý vị cũng gì cũng sẽ được uh, giải tỏa cái phần nào đấy và nó cũng sẽ gì hóa giải bớt cái lưu liên tuyền này đi mang lại một số cái cát tinh dành cho quý vị. Vậy nên à, quý vị cũng không cần phải quá lo lắng cứ bình tĩnh tự tin thì sẽ có được một cuộc sống bình yên may mắn gia đạo thì dồi dào đó tiếp đến chúng ta sẽ đến tháng 8 lịch là tháng ất dậu thì trong cái tháng này được cục diện tam hợp tị dậu xỉu nó chậm mệnh thêm nữa uh, nhưng mà hơi tiếc một chút là trong tháng này lại có gì lại có lưu niên lâm ở đất mộ nó điểm báo dễ xảy ra tai nạn thương tật ở cái mức độ không hề đơn giản nói chung ở cái độ tuổi này thì quý vị dễ nảy sinh cái tâm lý là cô đơn buồn tuổi khiến cho tinh thần bị xa sút nhiều cái nỗi phiền lo nó dần dần sinh ra tâm bệnh dẫn đến cái thể trạng bị mệt mỏi ăn ngủ thì kém lười hoặc là gì sợ vận động cân nặng thì tăng lên một cách bất thường bên cạnh đó trong tháng này lại có ông khoan phù và cái ông phi liêm nó ăn ngựa nữa lưu hiên thì mộ đúng không ạ vậy nên nó báo hiệu những cái sự cố và những cái tai họa nó xảy ra trong tháng thì đi đâu quý vị cũng gì? dễ gặp phải những cái biến đổi thời tiết khiến cho gì à, dễ bị hao lao tâm khổ tứ À, vậy nên trong thời gian này quý vị cần phải đề phòng những cái bất chắc nó bất, nó bất ngờ nó có thể xảy ra xảy ra đến với mình nhé vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi quý tỵ 1953 năm ạ quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý tỵ 1953 năm ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 9 âm lịch là tháng Bình Tuất. Thì trong cái tháng 9 Bình Tuất đúng không ạ? Thì quý vị lại không được may mắn do là có lưu niên tử nó nhầm bệnh. Cái lưu niên tử nó báo hiệu cái phương diện sức khỏe bị giảm sút hơn hẳn, đa phần là do quý vị suy nghĩ quá nhiều hay là gì? Nhiều cái áp lực của cuộc sống nó gây ra khiến cho quý vị phải bị đau đầu nhức óc và thị lực bị giảm sút. Quý vị cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc, mọi nơi. Nếu có thể thì đi du lịch thường xuyên để giảm cái căng thẳng, mệt mỏi. À, trong cái thời gian này thì quý vị cũng nên hạn chế xuất hành kiểu là gì bất lợi cho sức khỏe đi lại cần phải cẩn thận đề phòng những cái tai nạn xe cộ hoặc là tai nạn sông nước do cái gì do cái hung tinh của thì tử phù và tử phù nó Nói ảnh hưởng Đó. tiếp đến chúng ta xem tháng 10 âm lịch nó tháng linh hợi tháng 10 âm lịch thì gặp cục diện là tị hợi tương xung nó đã xấu rồi lại thêm gì có cái lưu niên bệnh nó nhập mệnh nữa và thêm cái gì cái cái, cái bệnh phù nó nó vây hãm à, mặt khác lại chịu cái sức ép của lưu niên bệnh vậy nên là cái sức khỏe của những người tuổi quý tỵ nam mạng trong tháng này nó xa sút nghiêm trọng à, quý vị thường xuyên bị ốm vặt khi mà thời tiết nó nó chuyển giao mùa chẳng hạn à, nghiêm trọng hơn là gặp cả những cái tai nạn bất ngờ quý vị phải động chạm giao kéo hay là phẫu thuật bên cạnh đó trong cái tháng này lại có cái hung tinh tuế phá và chiếu mệnh vậy nên các mối quan hệ xã giao của những người tuổi quý tỵ nó gặp rối ren gặp bế tắc gặp bất ổn À, với các chủ doanh nghiệp thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý các vấn đề mà sử dụng nhân sự. Mục đích là đề phòng những kẻ lợi dụng cái uy tín công ty để làm những trò mờ ám hoa gì phá hoại cái hình tượng của mình nhé. Đó, tháng này rất xấu. Tháng này quý vị chủ yếu là chú ý về sức khỏe đúng không ạ? Sức khỏe, sức khỏe của mình. Tiếp theo chúng ta xem tháng 11 là tháng mậu tý Ở à, trong tháng 11 tháng mậu tí thì nói chung ấy, bên ngoài có nhiều cái yếu tố môi trường tác động bên trong lại có gì cái lưu niên là lưu niên suy nó nhầm bệnh nữa vậy nên là trong tháng này những người tuổi quý tỵ cũng gì khá là bất ổn và gặp nhiều cái căng thẳng gặp nhiều cái áp lực à, tất cả thì nói gì nó cũng sẽ khiến cho quý vị và các bạn dễ rơi vào cái tình trạng là căng thẳng stress cơ thể thì mệt mỏi kéo dài bệnh tật từ đó mà nó cũng phát sinh nặng hơn à, bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải lưu ý có cái lưu niên là đại hao cái đại hao thông tin thì cái đại hao nó cũng khiến cho quý vị gặp nhiều khó khăn làm cho quý vị từ quý tị nam mạng ấy cũng cần phải cẩn thận mà suy tính đấy, tránh chủ quan khinh suất mà tiền vào túi này thì chưa nóng vội đã để bay ra túi kia nó đơn giản là gì à, kiếm đôi khi kiếm được mà không giữ được tiền Đó. vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé nhưng bên cạnh đó trong tháng này vẫn còn cái lưu niên Long Đức và cái Thiên Khôi. Thì đây là hai cái cắt tinh nó cũng sẽ hóa giải phần nào. Nếu quý vị biết tận dụng cái cơ hội thì vẫn có được những cái may mắn nhất định đối đến với mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 12 âm lịch, nó là tháng kỳ xíu. Thì trong tháng 12 âm lịch thì có lưu niên đế vượng nhập mệnh. Lưu niên đế vượng nhập mệnh. Đế vượng nhập mệnh. À, những người tuổi quý tỵ nam mạng không cần phải quá lo lắng về vận trình tiền bạc. À, những cái thách thức và những cái cơ hội luôn song hành, quý vị vẫn có thể thu về cái lợi nhuận nhất định. À, có điều tài tinh này nó chủ yếu là gì nó hỗ trợ cho công việc chính và hạn chế các nguồn thu với việc phụ hay là cái việc đầu tư ấy, thì nói chung vẫn chưa có ổn lắm bên cạnh đó trong tháng lại có lưu niên bạch hổ và cái phục binh bạch hổ nó gây ra những cái tai nạn hình thương một cách bất ngờ nhắc nhở những người tuổi quý tị nên cẩn trọng trong công việc đúng không? còn cái phục binh này nó báo hiệu là gì trong tháng này họa tiểu nhân vẫn còn vậy nên quý vị cũng cần phải lưu ý cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói kẻ kẻ xấu lợi dụng và à, uh, gây ra những cái khó khăn chắc trở trong công việc cũng như trong cuộc sống đó đó là cái tháng 12 âm lịch à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 năm mạng trong cái năm 2025 năm mất tỵ chi tiết từng tháng à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn